Nhật ký Đường về, tác giả liệt sĩ sĩ quan đặc công Phạm Thiết Kế. Tập 2. Ngày 12 tháng 9, nghỉ lại đây một ngày để mai tiếp tục hành trình về quê chiến đấu. Nghe đâu mai toàn leo dốc thôi. Ngày 13 tháng 9, hôm nay toàn leo dốc, dốc lên dốc xuống, dốc thấp dốc cao, dốc dài dốc đứng. Thôi thì đủ thứ dốc, nhưng có thể nói rằng đây chỉ là bước đầu, chưa có gì đáng kể. Thế mà lên dốc thì đầu cúi xuống đất, lưng cong để đỡ ba lô, mồm mũi tranh nhau thở, mồ hôi nhỏ liên hồi, hai đầu gối mỏi nhừ. Còn xuống dốc thì gối run, ba lô kéo ngửa ra đằng sau, chả thế mà khối cậu đò đất rồi đấy. Ôi suối sao mà đẹp thế ở trời, nước trong veo, lòng suối đá cuội chất chồng, hai bên bờ cây rủ mát. Suối nay mà hai vợ chồng ra ngồi trên tảng đá tắm thì còn gì bằng. Đêm qua ngủ lại rừng, cảnh bộ đội nằm võng ngủ rừng cũng tình ghê. Chung quanh thì tiếng chim hót líu lo, bên dưới anh bộ đội đung đưa chiếc võng. Mái nhà là một tấm ni lông rất ung dung. Trời mưa gió gì mặc kệ, cứ việc duỗi chân đánh một giấc say sưa. Chỉ tội lắm mũi và vắt, hôm nay một chú vắt đã sơi mình rồi, và một chú đu trên màn định lén sơi mình thì bị mình phát hiện và bắt quả tang khi cậu ta chưa kịp hành động. Không biết đến bao giờ Dung và Hồng Sơn thân yêu mới thấy vắt nhỉ. Chỉ điều đó cũng là niềm tự hào của người bộ đội rồi còn gì. Ngày 14 tháng 9, hành quân bộ 15 km. Hôm nay đi tương đối gần và trời mát nên đơn vị mình đến tương đối sớm. Lại một vấn đề phức tạp nữa xảy ra là trạm không cấp gạo cho tụi mình, ăn bù lại cái ngày nghỉ ngơi ở giữa rừng hôm nọ, đành bớt xén san sẻ vậy thôi. Hôm nay gửi được lá thư cho cậu Huỳnh, nhờ đưa về gia đình sướng quá, vì đơn vị cậu ta về hoạt động ở khu vực Quảng Nam mình mà. Ngày 15 tháng 9, hôm nay nghỉ lấy sức để ngày mai lại tiếp tục ra đi. Hai hôm nay mình ăn thấy ngon và khỏe ghê, cũng mừng, ăn được ngủ được là tiên mà. Ngày 16 tháng 9, hành quân bộ 20 km. Suốt ngày hôm nay trời mưa như cầm chĩnh đổ, nước từ trên các ngọn núi cao đổ xuống ào ào. Những cái khe hôm qua hãy còn khô khốc, trơ đá thì hôm nay nước xuống gầm thét giận dữ. Mưa của núi rừng Trường Sơn đã ảnh hưởng lớn đến bước chân của người chiến sĩ. Dừng nghỉ 10 phút, không biết đặt ba lô ở đâu vì chỗ nào cũng ướt. Ngồi ăn cơm nước lẫn với muối lạt, lội qua một con suối đơn vị phải mất nửa giờ đồng hồ, áo quần ướt. Hôm nay phải lội qua 4 lần suối như vậy, đã thế các chú vắt lại cứ tranh thủ đeo theo. John Sơn hiểu sao nổi được sức mạnh nào đã đưa người chiến sĩ vượt qua con đường vạn dặm đầy chông gai này chứ. Chúng hiểu sao được cái mục tiêu chiến đấu cao cả vì lý tưởng cộng sản như ánh mặt trời rực rỡ thu hút chúng ta. Ngày 17 tháng 9, nghỉ lại chờ nước rút. Thế là hôm nay tụi mình nghỉ lại ngoài kế hoạch. Ông trời đã cho thủy tinh bao vây tụi mình. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, đằng nào cũng bị nước ngăn cách. Tụi mình chỉ còn lại một cách độc nhất là nằm lại ăn rau cháo chờ ngày. Tiêu chuẩn gạo ăn còn 3 ngày, bây giờ phải san sẻ thành 5-7 ngày. Thế là các loại rau được tích cực sử dụng. Rau rèn, rau rẹo, rau má, rau thài lài, rau khoai cũng chưa biết nằm lại mấy ngày. 18 tháng 9, tiếp tục hành quân bộ 30 km. Trời vẫn mưa tầm tã, đoàn quân Nam tiến tụi mình vẫn một lòng ra đi. Lương thực cũng đã cạn rồi, thế mà chiều ra tụi mình lại chén một bữa no nê, tươm tất mới chết chứ. Bây giờ cũng chưa đến trạm được, còn đâu 13 km nữa mà đến trạm này cũng đã được lĩnh gạo đâu, phải trạm trong nữa cơ. Thế là trời lại bắt tụi mình dừng lại, chiều nay đành nhịn thôi, chưa biết lúc nào mới đi được. Ngày 19 tháng 9, nằm lại đây chờ nước, trời vẫn mưa, nước ngày càng to, chờ đến bao giờ được. Lương thực đã cạn rồi, hôm qua đã phải ăn cháo, mà khả năng ăn cháo cũng chỉ được 2-3 ngày nữa thôi. Mà đi đến chỗ có gạo cũng đã mất 2 ngày. Trước tình hình đó, tụi mình quyết định bắc cầu qua suối để đi. Mình, cậu Thanh, Oánh và 10 anh em nữa,
mang rìu dựa ra đi. Đứng nhìn dòng nước réo ầm ầm cũng ớn, nhưng mình quyết tâm làm bằng được. Ở đây địa thế và cây cối khá thuận lợi. Sau gần 6 tiếng vật lộn với dòng nước, chúng mình đã thắng. Một chiếc cầu vững chắc đã được bắc qua. Thật đúng như lời bác dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Ngày 20 tháng 9, tụi mình tiếp tục lên đường về trạm 19. Nghe nói có 13 km. Thế mà tụi mình đi từ 6 giờ sáng cho đến 13 giờ 30 phút mới đến. Nào đường có ra đường, vừa đi vừa dọn đường mà đi. Hôm nay mình và anh em đói quá. Từ sáng đến giờ, trong bụng chỉ có một củ sắn luộc và nửa vắt cơm bằng quả ổi của cậu Bút đưa chứ gì. Chiều nay ăn bữa cơm ngon thật. Ngày 21 tháng 9, nghỉ lại ở trạm 19. Ngày 22 tháng 9, tiếp tục hành quân bộ 34 km. Trời hôm nay nắng oi ả, về chiều lắc đác có mưa. Nhưng dù thế nào thì mình cũng đến cho được trạm 20. Vì có đến đó thì mới có lương thực để mà ăn. Tụi mình mang lương thực có 4 ngày mà phải ăn 8 ngày rồi còn chi. Nghe đài báo gió mùa đông bắc lại về nữa. Đúng là có thực mới vực được đạo. Ngày 23 tháng 9, nghỉ lại trạm 20. Chưa biết đến bao giờ mới đi được đây. Đơn vị mình đến thì đã có 4 đoàn nằm lại đây rồi. Mà nghe đâu có đoàn đã nằm đến 8 ngày. Được cái nằm đây thì không sợ đói. Ngày 25 tháng 9, ăn lá sắn. Đời bộ đội kể cũng hay, cái gì có thể ăn được là ăn tất. Hôm nay anh em nó cho mình ăn bữa canh lá sắn. Lá sắn đem luộc rồi nấu canh bỏ tí mì chính vào, ăn cũng ngon. Ngày mùng 1 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 12 km. Đường hôm nay đi vừa gần vừa dễ, nên đoàn mình xuất phát lúc 9:30 và đến trạm lúc 14:30. Nếu không qua cái cầu treo thì đến khoảng 12 rưỡi thôi. Người mình vẫn khỏe, chân và vai tốt. Hôm nay chứng kiến một vụ binh sĩ từ chối nhiệm vụ. Một chiến sĩ thuộc đoàn đồng chí Mão kiên quyết không đi nữa. Vì lý do gì thì không rõ, nhưng có thể nói rằng công tác giáo dục có chỗ chưa hay. Ví như bắt phạt đào hầm, giao cho dân quân trói, xỉ vả. Tất cả những điều đó là không đúng. Lúc này người chiến sĩ cần có những lời động viên an ủi, tâm sự một cách hết sức chan hòa, thông cảm thật sự. Khi đi ngang chỗ mình, cậu ta nói, cậu bắn thì bắn. Đấy là một thái độ phản ứng cao độ của người chiến sĩ đối với cấp trên. Ngày mùng 2 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 25 km. Đi ở xứ núi rừng này thì cái sự bất ngờ là chẳng thiếu chi. Theo kế hoạch, 1 giờ sáng nay đoàn mình xuất quân, mới đi được hơn 1 km đã gặp suối không đi được. Mà mới chiều hôm qua suối này nước chỉ đến đầu gối, thế mà bây giờ đã ngập đầu rồi. Cuối cùng chúng mình phải quay lại trạm. Trời tối đường trơn, lại mưa, lên loay hoay chẳng biết thế nào. Về đến trạm đã gần 3 giờ. Định bắc cầu nhưng đến sáng nước lại xuống, nên chúng mình lại tiếp tục ra đi vào lúc 9:15. Đường xá thật là nguy hiểm, toàn đá tai mèo. Có chỗ chúng mình phải đi 4 chân đấy. Nom bộ đội đi mà mình vừa buồn cười, vừa thương hại, pha lẫn tự hào nữa. Không tự hào sao được chứ. Có thể nói những chiến sĩ, cán bộ quân đội nhân dân chân đồng vai sắt mới đặt những bước chân tự hào đến nơi đây. Những bước chân quyết thắng để bắt sông phải nhường bước, núi phải cúi đầu. Đến hôm nay ta có thể nói rằng chân ta đã dẻo, vai ta đã bền, ý chí ta càng cứng rắn hơn. Johnson và bè lũ tay sai hiểu làm sao nổi cái sức mạnh tiềm tàng rời non lấp biển này. Chính vì chúng không hiểu nổi điều đó nên chúng đã thua và nhất định sẽ thua hoàn toàn. Ngày mùng 4 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 16 km. Hôm nay phải vượt qua hơn 10 km đường ô tô, con đường chiến lược nối liền miền Nam. Đoàn mình phải đi qua hai khu vực địch thường xuyên đánh phá. Xuất phát từ 4 giờ, chúng mình đi hầu như chạy, bắt đầu vượt Trường Sơn sang Lào đây. Đi suốt đêm mà thấy toàn dốc thôi, thiệt mệt bở hơi tai. Thế mà thỉnh thoảng gặp các cô ba sẵn sàng. Các tướng nhà ta cũng nhộn không kém, không khí vui tươi phấn khởi vẫn bao trùm đoàn quân. Cậu Phiêm thật là lạc quan, lúc nào cũng cười đùa ca hát được. Tuổi trẻ được đảng giáo dục thật là quý.
Con đường vào trạm không đầy 1 km mà đi khổ hết chỗ nói, phải giờ từng bước một, lại xuống dốc nữa nên đi mất gần 1 tiếng đồng hồ. Ông Thuận đi trước lại cứ giục mình, đâm bực thêm. Ông ta có cái đèn pin đi gì không dễ. Ông ta nào thấy anh em đi sau, người chỉ huy mà không thấy hết khó khăn của anh em thì làm sao chỉ huy được. Ngày mùng 6 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 18 km, đoàn mình lại tiếp tục lên đường. Đường hôm nay toàn leo dốc thôi, dốc lên mà chẳng thấy xuống, vượt ngang Trường Sơn sang nước bạn mà. Ôi nhiều chỗ sao đẹp lý tưởng thế không biết nữa, đá từng tảng như lâu đài, cây cổ thụ xòe tán xum xuê, rập mát, nhìn chung quanh rừng núi chập trùng. Thật đúng là 3 dốc 4 thang, leo từ chân lên đỉnh, mình phải nghỉ 3 lần. Nhìn chung cán bộ nhà ta đều phở râu cả, hôm nay đội 2 phải khiêng cậu Cận rồi, thật là khổ, một người ngã là mất 10 người phục dịch. Hôm nay ban chỉ huy đoàn quyết định gửi lại trạm, cho dù cậu ta tha thiết xin đi, để nó nằm lại nghĩ cũng thương, ngày nào mới đi theo được. Ngày mùng 7 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 17 km, đoàn mình tiếp tục vượt Trường Sơn, hôm nay không leo dốc mà lại lội suối. Cũng may nước cạn, lội suối mới gần, chứ không thì cũng chết. Leo núi cảnh đã đẹp, lội suối nhiều cảnh cũng đẹp chẳng kém. Nước từ trên cao tung xuống trắng xóa, như bộ râu bạc của ông già khổng lồ đang cười rung rung vậy. Lội qua suối lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chỉ một con suối đó thôi. Ngày mùng 8 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 15 km, tiếp tục vượt Trường Sơn. Đây là chặng cuối cùng của mảnh đất xã hội chủ nghĩa đây. Xin tạm biệt đất Bắc thân yêu, mảnh đất anh hùng của nước Việt Nam anh hùng, mảnh đất đã bắn tan xác 2380 máy bay giặc Mỹ. Miền Bắc là niềm tự hào, là hy vọng của cả dân tộc. Ngày mai ta sẽ đặt bước chân lên đất nước bạn Lào chiến đấu. Ta xin chào miền Bắc anh hùng nhé. Cho ta nhắn lời chào tạm biệt Kim Dung thân yêu và Hồng Sơn quý mến nhé. Hẹn ngày thống nhất ta sẽ bắt tay miền Bắc. Mình đi qua nghĩa trang giữa Trường Sơn bao la này. Cái nghĩa trang tuy không có thành có cổng, nhưng là một nghĩa trang với đầy đủ ý nghĩa của nó. Trần Thị Biển, Phạm Thị Kim Hoa, Đặng Văn Ngân, những tên tuổi đã gắn liền với những chiến công trên con đường giải phóng quang vinh này. Họ từ khắp nơi trong đất nước, theo tiếng gọi của Đảng, xung phong đến đây. Nơi Trường Sơn xa lạ này đem sức lực của lứa tuổi thanh xuân để mở con đường vượt Trường Sơn, giải phóng miền Nam, và họ đã không tiếc xương máu để hoàn thành con đường vĩ đại này. Họ đều ở lứa tuổi 19 đôi mươi phơi phới. Họ đã hiến tất cả cuộc đời tươi trẻ cho Tổ quốc, để thế hệ thanh niên mai sau được hạnh phúc tươi vui. Thanh niên Việt Nam, đừng bao giờ quên họ. Ta kính cẩn ngả mũ chào vĩnh biệt. Ngày mùng 10 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 20 km, tiếp tục vượt Trường Sơn. Hôm nay đi trên đất Lào đây, sáng nay khổ chi là khổ, nằm suốt đêm trời mưa tầm tã, mưa hắt vào ướt cả ba lô. Đã thế, đến lúc chuẩn bị đi lại bị sập giàn ba lô, gạo súng cơm nước rơi xuống bụt tất. Cũng đành để vậy mà mang, chứ còn cách nào hơn được. Đến lúc đi lạnh lọc chẳng rõ ràng, chẳng là ông Thuận đi đầu. Đáng nhẽ khi đánh thức phải cho liên lạc báo các đội, và khi đi cũng vậy. Đằng này mạnh ai nấy đi, nên rốt cuộc đội 2 vẫn chưa nhúc nhích, mà đội 1 đã đi gần 1 giờ rồi. Đi 3 tiếng đồng hồ, đêm mới được có 4 km. Đến khi ra đường lại đi lạc, mà đi lạc trong khu vực tọa độ mới nguy hiểm chứ. Cũng may mà mới lạc độ hơn 1 km. Ngày 11 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 25 km. Hôm nay trời không mưa, nhưng đường Trường Sơn vẫn lầy lội tệ. Ai bảo đỉnh núi mà không lầy? Lầy quá, đến nỗi mình phải cởi dép để đi chân đất, thế mà cũng vô ích đến 2 lần. Hôm nay đi đường dài mệt quá, mình đi trên đất tỉnh Khăm Muộn đây. Phải nói rằng mấy đồng chí nữ bộ đội trong đoàn hành quân cùng đi vào với mình, họ đi khá khỏe, leo dốc, cán bộ nhà ta phở râu, thế mà họ còn hò được cơ mà. Nhìn họ đi cũng thương thật, lưng cúi xuống giữ cái ba lô nặng, kéo ngửa về sau, ngực ưỡn ra đằng trước. Ngày 12 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 18 km.
Hôm nay đi cái dốc 8 thang thật đáng đồng xu bát gạo. Chỉ cần trượt chân là lăn xuống vực, có thể đi đời như chơi. Lại đi lúc trời chưa sáng nữa, mới khổ chứ. Ở đây có thác nước đẹp quá, nước từ lưng chừng núi đổ xuống ầm ầm trắng xóa. Lại qua cái cầu treo khá dài, khá cao. Cầu treo tức là cầu bắc từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác bằng những sợi dây cáp to. Đi trên cầu như đi trên võng vậy. Nếu ai yếu bóng vía thì chắc chắn là không dám đi. Ngày 13 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 18 km. Hôm nay tụi mình tiếp tục đi trên đất nước Triệu Voi của ba ông Hoàng Lào đây. Trời không mưa nên có dễ đi hơn. Tối nay máy bay tụi Mỹ liệng suốt đêm và thả pháo sáng khá gần. Thế mà cán bộ nhà ta nhắc rát cổ vẫn chưa chấp hành tốt. Khói lửa tệ hơn, có cậu còn ị dưới suối nữa cơ chứ. 14 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 12 km. Tiếp tục đi trên đất Triệu Voi. Hôm nay đường không có dốc, lại không mưa, nên đoàn mình đến nơi khá sớm, mới 10:30. Đoàn phải dừng, nghỉ lại ở một khu rừng mới, vì bãi cũ của trạm vừa bị lộ, địch vừa mới đánh xong. Ngày 16 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 15 km. Tiếp tục đi trên đất ba ông Hoàng Lào. Ở đây máy bay Mỹ hoạt động suốt ngày đêm. Chúng bắn lung tung, nhưng chủ yếu là đường tuyến. Kể ra tụi Mỹ cũng lắm bom đạn thật, nhưng núi rừng Trường Sơn bao la thế này thì tách đến bố ông Johnson cũng không làm gì được, nữa là ông Johnson. Trời vẫn mưa nên đường trơn tệ, nhiều cậu vô ích. Cậu Phiêm lúc qua suối ngã khá đau, nhưng nó vẫn cố gắng. Chiều qua cán bộ nhà ta được bữa thịt trâu no nê, lại được trạm bổ sung cho 10 cân đường và 10 hộp sữa. Thế là cậu nào cũng khen trạm tốt. Đi trên nước bạn Lào này, chính sách dân tộc cũng khá quan trọng. Của người ta ngoài vườn đầy rẫy tưởng như của vô chủ, nhưng chớ có đụng đến. Anh mà đụng đến một quả đu đủ, lập tức người ta bắt đền 5 cân gạo ngay. Mà họ bắt đền bao nhiêu cũng phải trả cơ. Chớ thấy cái nhà dột nát siêu vẹo mà phá, họ sẽ bảo là anh làm con ma chạy mất. Thế là to chuyện ngay đấy. Ngay một chỗ ngồi cũng phải chú ý, một khúc gỗ bên đường, nhưng coi chừng là nơi thờ con ma của người ta đấy, chớ đụng đến. Giữ bí mật trên đường hành quân, mà nhất là ở bãi trú quân, là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với bộ đội đi trên đường. Anh đảm bảo tốt nhất là lửa và khói thì có tẩy thánh kẻ địch cũng không làm gì được. Thế mà nhắc mãi cán bộ nhà ta vẫn chưa thực hiện tốt. Hôm nay mới đến mấy tướng đã nhảo xuống sông tắm giặt rồi. Trong số đó lại có cả cậu Chí, chính trị viên phó đội 1 nữa mới tệ chứ. Hôm nay đi trên đất huyện Sê Phôn, tỉnh Savannakhet, Trung Lào. Ngày 17 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 18 km. Tiếp tục đi trên đất ba ông Hoàng Lào. Hôm nay trời không mưa, đường lại hết dốc nên dễ đi tệ. Hành quân mà cứ đi như thế này thì sướng quá. Trên đường đi thỉnh thoảng vẫn gặp dân Lào. Ở đây là người Lào thưng thôi, người Lào con gái nom cũng xinh đấy chứ. Tiếp theo trung đội nữ dân quân Hậu Lộc bắn rơi máy bay phản lực Mỹ. Hôm nay đài lại báo tin trung đội lão dân quân Hoàng Hóa, Thanh Hóa bắn rơi phản lực Mỹ nữa. Thật là Thanh Hóa anh hùng của dân tộc anh hùng. Mình cũng tự hào với quê hương kết nghĩa chứ. Ngày 18 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 15 km. Hôm nay trời không mưa nên đi tương đối dễ chịu. Tụi mình đến trạm chưa đầy 11 giờ. Nếu cứ hành quân như thế này thì cũng dễ sống đây. Ngày 19 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 12 km. Ngày 20 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 15 km. Hôm nay tiếp tục đi trên đất Lào. Đường tương đối dễ đi. Sức khỏe mình so chung với trong đoàn thì cũng thuộc loại khá, còn so với trước đây thì yếu đi một phần. Hôm nay leo lên dốc thấy mệt tẹ, hai chân mỏi nhừ, mồm mũi tranh nhau thở. Nhưng dẫu sao thiết kế này cũng đến chiến trường. Ngày 21 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ 18 km. Hôm nay đoàn mình vượt sông Xê Binh Thiêng, còn sông nối liền với sông Bến Hải, giới tuyến tạm thời mà đáng lẽ 1956 đã xóa rồi. Thế mà đế quốc Mỹ
còn cáo giả ấy đã chà đạp thô bạo lên Hiệp định Geneva và con sông Bến Hải thành nỗi đau đớn của dân tộc Việt Nam hơn 13 năm nay. Lần này đoàn mình vượt sông Bến Hải không phải là lần đầu. Đã có biết bao đồng chí của mình đã vượt con sông thầm lặng nhưng đau thương này về giải phóng quê hương để cho dòng sông này êm đềm soi bóng hai miền Nam Bắc. Xin chào sông Bến Hải thân yêu, hẹn gặp lại ngày thống nhất. Ngày 23 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15 km. Hôm nay vượt đường 9, chạy từ Đông Hà sang Lào, con đường huyết mạch, con đường mà thời gian qua đã làm cho kẻ địch khiếp vía kinh hồn với những chiến công lẫy lừng của quân dân Quảng Trị ở Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Xanh. Đường 9 là quốc lộ, cũng rải nhựa, nhưng ở chặng này, chặng mà đoàn mình vượt qua hôm nay, đường xá lau lách mọc tùm, mặt đường rách nát vì lâu ngày xe cộ không đi lại. Trước đây địch còn khống chế, nhưng sau ta giải phóng và làm chủ đoạn này. Ở đây vết tích tàn phá của kẻ địch hãy còn mới, hố bom vừa đào lên, kẻ địch tìm mọi cách ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc. Nhưng đoàn quân giải phóng vẫn đêm ngày rầm rập vượt qua nơi đây vào với miền Nam ruột thịt. Nhưng không có kẻ thù nào, không có bom đạn nào ngăn được chúng ta, vì miền Nam là máu của máu Việt Nam, là xương của xương Việt Nam, Bắc Nam là một. Ngày 24 tháng 10, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Tình hình địch biệt kích hoạt động trên chặng đường này tương đối căng. Nghe trước đây chúng cho cả trực thăng đổ bộ chặn đường, giải mìn jeep, nhưng cũng là trộm lén thôi. Hôm nay leo cái dốc tương đối thiệt, hơn một tiếng đồng hồ, lên cho hết dốc, xuống cho hết dốc cũng vừa đến trạm. Ngày 25 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 12 km. Hôm nay cậu thư quân y sĩ lại bị đau chân, thật tai hại. Để cậu ta ở lại thì nếu có việc gì không ai giải quyết, mà nếu khiêng cậu ta đi thì thật vất vả. Hiện nay thì cậu ta vẫn cố gắng theo, anh em mang hộ đồ đạc cho. Tình cờ mình gặp anh Sự và cậu Thiên từ Quế Sơn ra, anh ta mới đưa quân vào tháng 6 năm 67 thôi, anh ta vẫn khỏe. Đi ra ông nào cũng mang 2-3 chiếc dù, đèn, mình xin được một ít hạt tiêu. Ngày 26 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15 km. Hôm nay đi đường tương đối bằng, mình gặp anh Trọng, chính trị viên đại đội 2 năm 1959, anh ta trên đường đi ra. Cậu Thư bệnh tình càng nặng thêm mới gay chứ, còn mình ăn vẫn khỏe như thường. Ngày 27 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 15 km. Hôm nay tiếp tục đi trên đất Ba Ông Hoàng Lào, đường kể ra cũng tương đối dễ đi. Mình gặp Hà Tây trên đường đi ra, thấy người ta ra lòng mình rạo rực, bâng khuâng, nhớ nhung khó tả. Nhớ Kim Dung quý mến và Hồng Sơn thân yêu. Mỗi bước ta ra đi là mỗi bước nhích gần miền Nam ruột thịt, thành đồng tổ quốc, là mỗi bước xa miền Bắc xã hội chủ nghĩa, xa thủ đô, trái tim của tổ quốc, nơi có Kim Dung và Hồng Sơn thân thiết. Ta biết rằng ta ra đi là vì nghĩa lớn, tình cảm vợ con luôn nhắc nhở ta hãy mạnh bước tiến lên, đừng bao giờ làm điều gì đớn hèn. Ta tin tưởng ở ta, ở Kim Dung và Hồng Sơn nữa. Rất vui mừng khi nghe đài báo tin 4 ngày qua Hà Nội thắng to, bắn rơi 30 máy bay Mỹ. Ta mừng Hà Nội anh hùng đánh giỏi, thắng to. Bên cạnh vui mừng cũng có cái lo lắng, ta lo cho tính mệnh của Kim Dung và Hồng Sơn. Ngày 28 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 13 km. Hôm nay mình đi đến trạm 36, nơi đây sẽ tách là hai đường, đi Bắc Âu và đi Hải Yến. Đến đây mà các đoàn đã ốm kha khá, đoàn A để lại 3 người, đoàn anh Quốc Tính cả anh là 12 người. Cái chứng sốt rét đã đánh ngã anh ta. Mới mấy hôm trước đây, trông anh ta còn khỏe thế mà giờ đã ngã rồi. Chớ có chủ quan với căn bệnh quỷ quái này. Thiết kế ơi, đừng để nó vật cậu đấy nhé. Ngày 30 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 18 km. Hôm nay đoàn mình tiếp tục lên đường vào Hải Yến. Sức khỏe anh em trong đoàn có phần giảm sút, nhưng vẫn cố theo được. Riêng cậu Như lại lên nhọt ở bắp chân. Nếu không củng cố thì cậu ta đã nằm lại ở trạm 36 rồi.
hôm nay đi mất 7 giờ, mình mệt quá, mình mà chê cơm thì thật là lạ. 31 tháng 10, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 12 km. Hôm nay đi gần nên cũng tương đối khỏe, thế nhưng sức khỏe trong đoàn lại giảm sút rõ rệt. Đội số 2, sốt rét đã đến 4 đồng chí, trong số này cậu Soi tư tưởng có vẻ yếu hơn. Ở đây là cán bộ lấy tinh thần tự giác là chính, nhưng cũng đề phòng tư tưởng hoang mang, lo lắng khi thấy luận điệu tuyên truyền tâm lý của địch về sốt rét ác tính. Ngày 1 tháng 11, tiếp tục hành quân trên đất Lào 20 km. Hôm nay đi thiệt là mệt hết chỗ nói. Đường đi toàn là dốc thôi, lên dốc rồi lại xuống dốc, rồi lại lên dốc. Cái điệp khúc ấy cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần, và càng lặp bao nhiêu thì cán bộ nhà ta càng phờ râu ra chừng ấy. Cậu Tạo quản lý cũng đang ngã rồi, cái chứng sốt rét lại vật ngã cậu ta, thật là gay go. Hôm nay đường vừa dốc lại vừa xa. Ngày 2 tháng 11, tiếp tục hành quân bộ trên đất Lào 18 km. Đường hôm nay vẫn dốc nhiều, người mình khá mệt, nhưng mình vẫn cố gắng. Chiều nay đến trạm 33, lúc 11 giờ, mình vật ra, sốt một trận lên bờ xuống ruộng, trên 39 độ. Đoàn phải gửi lại ở đây hai cậu, Soi và Cống rồi. Còn mình thì sao đây? Hỡi chính trị viên phó đoàn thiết kế, gục ở đây, không thể nào lại như thế. Nằm lại đây rồi đi sau ư? Bệnh tật đã đặt ta trong tình huống thế này ư? Không, và nhất định không thể như thế được. Tự nhiên trong lúc này, trong lúc con bệnh đang hoành hành cơ thể một cách quyết liệt, thì mình nghĩ đến anh Trỗi. Ừ, anh Trỗi chân đau vẫn bước đi hiên ngang trước mũi súng thủ. Lẽ nào ta lại không bước hiên ngang trước con bệnh gian khổ này ư? Miền Nam đang chờ ta, bất kỳ như thế nào ngày mai cũng phải đi. Mình ngồi dậy uống 2 viên aspirin, 5 viên polyvitamin và 2 viên tăng lực, uống liên tiếp, phải đẩy lùi con bệnh. Cán bộ anh em thăm hỏi lo lắng cho mình, cho người anh người đồng chí của họ. Cái tình cảm đồng đội thiêng liêng biết chừng nào. Cậu Tạo lấy một khúc củi mài hấp cơm và 2 thìa đường trộn sữa cho mình ăn được nóng. Kể ra lúc khỏe ăn tết này thì ngon biết mấy, thế mà hôm nay cái miệng nó lại chê mới tệ chứ. Đến khi ăn cơm, mặc dù mình đã xác định là ăn thật nhiều để lấy sức, anh em trong phân đội đã tích cực nấu một xoong củ mài thật là ngon, nhưng mình cố gắng hết sức cũng chỉ ăn được lưng bát thôi, cũng không tài nào cố hơn được. Miệng đắng ngắt, mồm không muốn nhai. Dù sao ngày mai tao cũng đi. Ngày 4 tháng 11, tiếp tục hành quân trên đất Lào 15 km. Sáng nay cố gắng ăn được vài bát cơm nóng, gạo anh em mang hộ mình nên mình mang cũng vừa phải. Sức hãy còn mệt, nhưng rất mừng là không sốt nữa. Dọc đường mình ăn liên miên, nào tăng lực, nào đường sữa, và mình đã theo kịp anh em. Ngày 5 tháng 11, tiếp tục đi trên đất Lào 21 km. Mình cứ tưởng là con bệnh sốt rét đã bị đánh lui, ngờ đâu đêm qua nó lại vật mình một keo kịch liệt. Sáng nay mình chỉ huy đoàn hành quân, đang đi giờ thứ hai, lúc 7:30 thì nó lại đến vật lộn với mình. Miệng đắng như bồ hòn, đầu nặng như đeo đá, mắt nổ đom đóm, chân tay mỏi rụng rời. Đường đi lại vừa xa, vừa lắm dốc. Có thể nói rằng lúc đó trong người mình chỉ còn được cái chất đảng viên cộng sản nhắc nhở động viên mình nữa thôi. Nhiều lần mình định gọi cậu Oánh lên thay để mình đi sau, nhưng tư tưởng lại bảo hãy còn cố gắng được. Cơm nước đường sữa gì đều thấy ngao ngán hết. Đến nơi mệt không còn nói được nữa, mình nằm liệt. Nhiệt độ trong người lên đến 40 độ 3, cậu Tạo pha sữa mà cố gắng lắm mới làm được mấy ngụm. Hôm nay nó tiêm cho mình 3 mũi thuốc, dù sao ngày mai ta cũng đi. Kể như ở nhà thì Kim Dung cũng đã săn sóc mệt rồi. Ngày 6 tháng 11, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Hôm nay đỡ không sốt nữa, nhưng người còn khá mệt, đầu vẫn đau. Nhưng được cái đường tương đối ít dốc, chỉ có 2 cái kha khá thôi. Đồ đạc được anh em mang hộ cho một ít, nên mình cũng không đến nỗi vất vả lắm. Ngày 7 tháng 11, tiếp tục đi trên đất Lào 15 km. Tưởng hết sốt đã mừng, ngờ đâu tối nay nó lại vật mình một trận nên thân. Vật liên tiếp thế này là thế nào? Mình nằm nghĩ ngợi lung tung. Thế nào đây?
đi hay ở lại một vài ngày, khi khỏe sẽ đi. Ở lại thì cũng chẳng sai trái tội tình gì cơ mà. Nhưng mình lại gạt ngay. Không, quyết không thể ở lại được. Phải đi, chàng thiết kế ạ. À. Nhưng rồi tiểu thư gian khổ lại đến ve vãn biện bạch. Chàng ơi, nhưng liệu chàng có cố được mãi không? Hay chàng càng cố càng kiệt sức, bệnh tình càng nặng thêm? Chỉ bằng chàng nghỉ lại một vài ngày cho khỏe, rồi hãy đi vẫn được cơ mà. Mới nghe cũng có lý đấy chứ. Sao ở thiết kế? Ừ, nếu sáng mai tiếp tục vật nữa thì sẽ chịu vậy. Một giây thoáng qua, mình kịp trấn tĩnh ngay. Không, không thể thế được, không thể xa đoàn được. Phải đi, nhất quyết phải đi. Chỉ khi nào không còn điều khiển được đôi chân nữa mới đành chịu thôi. Đi, thiết kế. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.